Không nhìn mũi tên ở đâu à? Bây giờ chúng mình cùng nhau khám phá trong quả cái gì đi. Cái này có bóc của trang chứ. À, em bóc đi. Em bóc thôi. Chị tò mò lắm, trong này có cái gì. Má một cái là ồn luôn đấy. Chính là ồn chứ. Đợi má thấy em sao. Thế cô mũi tên gì làm không? Có muốn chơi trò bí mật này không? Không. Đảm bảo em thích vô cùng luôn. Bây giờ thế thì hãy đi ra từ cửa đi theo mũi tên đi. Đây là món cà chị chuẩn bị. Nói cái có quả đấy vứt ngay đúng không mọi người nhìn ngay. Đi đi. Hả? À, em đi vào trong mũi tên này xem có gì nhá. Chị ăn thú. Thấy chưa, có quà cho em mà. Nè, em hay đợi lại mua quà trứng bò mày đó. Trứng bò mày, thế là chị biết là thích rồi. Ăn cỏ đây, ăn cỏ đây. Nhìn trên kia có một mũi tên như kìa. Wow. Quả đấy màu gì? Màu xanh lá cây. Green. Trời ơi. Thấy chưa, sang nhà chị vui không? Sang nhà chị rất là thích thú. Có mũi tên đó, thích thương, thích thương, thích thương, thích thương, thích thương. Mới sắm mới cây đấy, xinh hơn. Quả đấy màu gì ấy? Dạ. Còn một quả nữa, còn một quả nữa ở đâu nhỉ? Em ơi, dù chị đã tìm được 3 ống đấy. Còn một quả nữa, chị dám khẳng định là còn một quả nữa. Em thử tìm xem. Hình như mình rơi mũi tên của chị nói sao nhỉ? Chị á, nó đi đâu vậy? Hay có một cái mũi tên ở đây không? Không có. Không có quả nữa của chúng mình đâu nhỉ? Siêu nhân ơi. Không nhìn thấy mũi tên ở đâu ạ? Nếu mà em đoán đúng mà cho hết em luôn. Được không? Màu gì đây? Green. Wow. Màu gì đây? Yellow. Màu gì đây? Pink. Chẳng lẽ mình không được quả nào chứ? Quả gì lên? Không biết rồi, không biết rồi, không biết rồi, không biết rồi. Nó là của chị không? Nó là của chị, nó là của chị, nó là của chị. Không biết. Vậy là của chị ơi. Quả đấy mà không biết quá đơn giản. Bla. Quả này là gì? Yeah, vậy là Su đã được 4 quả. 4 quả đấy là của Su. 1 quả đấy là của chị. Yeah, bây giờ chúng mình cùng nhau khám phá trong quả cái gì đi. Cái này có bóc của trang chứ. À, em bóc đi. Em bóc thôi. Chị tò mò lắm, trong này có cái gì. Thôi chị bóc xem. Ui, đấy, đơn giản thế mà bóc rồi. Em cũng biết bóc tôi để em vẫn còn nhỏ. Em mới là chú nhân con thôi mà. À, chú nhân mẹ. Wow. Rồi nó xếp hình, rồi nó xếp hình. Nó xếp hình à? Vâng, bộ xếp hình này. Bộ xếp hình, các em ơi, trong này có một cái kẹo mút này. Mút đấy. Mút chết luôn đó. Mút luôn đi. Không biết chết như nào nữa, có cảm hướng dẫn nữa này. Rồi đâu, cho chị xem này. Đây. Wow, nó là một chiếc máy bay em ạ. Không biết có khó không? Đây, ở đây, gấp vào nhau là được rồi. Đừng bẻ, không phải bẻ sợ. Hình như này em ạ. Có phải không? Thế nào phải bẻ ra, bẻ rời ra. Chắc là bẻ rời ra.
bé ngồi, bé ngồi. Được rồi. Ủa? Không biết có lắp được không? À đúng rồi đây này. Wow. Ừ. Đây có cái này nè. Cái bộ này nó khó khăn phết đấy chứ đừng đùa đâu. Đây đây, mình lắp vào đây rồi. Đây đây nhé. Có tiếp quả tiếp không? Tiếp quả tiếp. Lắp được không? Lắp được cho chị lắp được. Chưa? Đúng rồi, chị nhận bọc trứng là về luôn. Ồ, quả bo này. Wow. Em ơi, đây là một gia đình khủng long luôn. Thì chị lắp vào đây, to rồi. Đấy, xung xin nhìn đây kẹo nó bỏ rồi hết cả gia đình khủng long luôn. Em ơi, ở đây có hả? 4 chú khủng long luôn, 4 chú khủng long sinh đôi các em và sinh bố các em ạ. Ý, nhìn đẹp chưa? Ý, để vào đây nha. Để chị giúp bạn Su của chúng ta lấy cái kẹo ra. Để có một cái kẹo ra xem. Ý, dùng một kẹo đó thôi. Ý, để nút lên này. Cái này nó chậm quá. Rồi, cái kẹo này chậm quá. Ở đây thì chị mình xử lý sau nhá. Các tiêu quả nữa là sao có gì nữa. Ý, một chiếc tàu này. Cái gì đấy? Wow! Chiếc nhẫn. Ôi, một cái chiếc nhẫn hình gì em đưa ra cho các bạn xem đi. Em... Ồ, còn bật công tắc được đúng không? Đây, 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 chỉ dùng. Các em ơi, một chiếc nhẫn hình chú voi. Cầm ô và nó có thể phát sáng nữa các em ơi. Xin lên vào tay đi, xin lên vào tay. Ôi, cái này rất là xinh luôn. Chị chưa bao giờ nhìn thấy một món đồ chơi nào mà xinh như này luôn này. Các em nhìn. Đấy, một chiếc nhẫn phát sáng luôn. Lại còn hình chú voi nữa chứ. Ông tiếp tục tiếp. Chờ em tí. Tiếp tục tiếp. Thế đi à? Tiếp tục tiếp. Thôi, cứ để đấy. Cho các bạn nhìn cho nó lấp lánh ra đây. Đây, đấy, chú voi của chúng ta đấy. Quả này nữa, quả này nữa. Ủa, chị ổn lắm đấy. Ô, nhưng mà quả đen này của chị chứ, quả này của em chứ. Em chỉ được 4 quả, nhưng mà còn 1 quả là chị trả lời đúng chị tí chị bóc chứ. Đúng không? Chị ổn hộp quá đấy. Nào để chị giúp. Không biết thì không chịu nhờ người lớn cơ. Wow. Ui, mày mới một chú đôi dép lên này. Hình như nó có công tắc ấy. Đúng rồi. Ơ, cái này ở đây vừa nó chơi hay nhờ. Ủa, cái này nó tắt điện đi, đẹp phết đấy. Nhờ. Chị ta tắt điện đi. Thôi, để trong nó mình tắt đi. Mình mở tiếp đi. Ủa, cái này xinh quá. Chị thích cái con này lắm. Đồ dép mòn, chị rất thích đồ dép mòn đúng không? Cô thả đồ dép mòn của em cũng thế mà. Đồ Simon à? Còn đây là quả của chị nhá. Không biết là chị đang có đồ chơi gì trong này. Chị đang rất là tò mò luôn. Nè, chị đoán xem nó là cái gì nào? Không biết. Chị chưa biết à? Chị chưa biết. Xuống mở ra. Có lại một cái kiểu mút và một bộ xếp hình đúng không? Lại xếp hình các em ạ. Rồi chị xem nào. Có giống cái bởi lấy không em? Hình như không đúng không? Cái này to hơn em ạ. À, một con robot các em ơi. Đúng rồi, một con robot. Em ơi, cái đấy để tí nha, chị em mình nha. Móc thôi. Chúng chị em mình nhắc em nha, để chị để gọn nó này. Để em móc cái này ra đã. Su ơi Su. Dạ. Su thử cầm các đồ chơi đây xem nào. Cho các bạn xem nào. Các bạn ơi, đây là một cây kem mút. Còn đây chính là một chiếc đôi mà khóc xà. Đây là một chiếc đôi mà chị nhân thần kỳ. Ôi chị thích cái này á. Xưa chị cái này để chị đeo vào cặp nhá. Đeo vào cặp để chị sẽ đeo đi học. Nhưng mà cái này công nhận đẹp thật nhở. Vâng, hoặc là lúc nào nghỉ lại làm chị chơi cũng được mà. Ờ đúng rồi. Em thấy không, bạn Su rất là yêu chị luôn. Có đồ chơi á, bạn ấy nhường cho chị luôn. Còn cái chừa cái nhẫn này chắc là hợp với bạn Su hơn với chị bởi vì là chị thỏ quá. Yeah. À, và mấy mấy chú nhỉ, mấy chú khủng long nhỉ? 4 chú khủng long sinh đôi. Sinh bốn. Đúng rồi. Và chúng ta được hai cái tàu ghép đúng không? Đúng. Lát chị em mình sẽ cùng nhau ghép nhé. Thôi Su, bây giờ chào tất cả các bạn đi. Xin chào. Chị em mình cùng chơi nhé. Xin chào tất cả các bạn đang xem buổi rất là lâu mình nhé. Hẹn gặp lại trong video sau. Thật với các em. À, chị em mình chơi thôi. Wow, chị thích cái này thật đấy. Sáng nhở.